Ủa sao mẹ không xiên cây cho nó thẳng mẹ? Vậy lời lời trăm. Cái bếp này mua được mấy năm rồi? Chưa có ngọc luôn á. Bên mua bên bên chỗ này em. Tới bây giờ đâu có mua bên đường rầy. Không ta. Mua bên đường rầy á. À, bao năm rồi, 5 năm qua đường rầy á, mẹ thèm. Ấy 6 năm rồi. Thèm xà lông á, mà nhúng bếp than. 6 năm rồi. Ừ. Nói chung mấy cái này mẹ thấy cũng bền rồi. Ừ. Xài cũng ok. Mà ngon, nướng ngon, giống như bếp điện. 6 năm trong. Đó, giờ là 6 năm. Xài không lấy mấy cái bao chùm lại cất cho kỹ. Này đợt đợt tới mình trùng cái bao này. Ừ. Mấy cái bao mà đựng rác á, chùm là hai cái. Tự nhiên đồ tốt lấy tài là qua ăn chích rồi lên. Nếu mà đó có cái chân này quay non này đẹp. Cái mùi này thích thích tôm đẹp hơn, mùi thích thích lắm. Nói xong cái này em để cái chân ở đây nè. Cái chân này đẹp. Lên xuống được nữa mà phải không? Cao lên được mà vậy. Cái này mới có một đấy thôi, 3 tầng mà 4 tầng nữa mà. Lên được này nè, cao cái này nè. Mét mấy á. Còn cái này là mình ấy lúc mình chỉnh lên xuống được này. Mình chỉnh này lên xuống được này. Này mẹ ướp không ướp sa tế hả? Có. Sa tế với màu điều với ớt với lại ít muối chút xí thôi, bột ngọt. Tại vì tôm nó muối nó làm như nó sao nó mặn cứng nó gặp nhau là mặn hay sao. Mới nó cứng tôm. Tôm nào mới ngoài chợ bán nhiều kìa. Cái này chắc hàng là chết 100 mấy. Còn tươi là 200 mấy. Hồi bữa mẹ hỏi thẳng bà bán tôm luôn bà. Mẹ hỏi em hỏi thiệt chị nha. Tôm này nó có chích đúng không? Tôm mà sống luôn á. Khi bà nói xong nó cho ăn thạch đầu cầu. Bữa mẹ rửa ra nó để ra nó đóng thạch thạch ghê mà. Biết sao nó đổ rau cầu vô ấy luôn á. Cái chích này khác nữa, chích này nó chết rồi nó mới chích, còn cái này là nó cho ăn luôn á. Rồi rửa giống như nó hòa mà nước đổ vô trong tôm cho nó bơi dính người cho ăn người. Cũng không sao. Không, nếu mà đúng thật khô câu thì không sao, còn mẹ nghĩ sợ nó pha nó nghĩ quá chết. Không. Mình đưa ra ngoài không hay để trong đây bà? Sợ nó ám lên nhà mình. Sao hôm nay không đưa này? Giờ đưa nó sợ ý như ba thấy nào sạch sẽ. Đó. Nó chơi con. Ủa con này hết sữa rồi hả? Dạ. Trời ơi, con này hết sữa nó xếp lên bàn. Phá ghê luôn á. Con lấy hết sữa để con đi lấy. Con để ngoài con vé nó ăn con nó cứ tươi hùng đi. Không. Thôi đi. Con làm mà con phải làm. Gì mình học? Có mai là đưa đâu mà.
Hồi mua cái bếp này 2 triệu mấy nhỉ? 2 triệu rưỡi vào. Giờ còn mấy trăm mà. Mình mua đời mới. Mình tài mua đời mới. Nhưng mà giờ nó rẻ. Khoảng là mấy trăm. Có đứa nó đâu biết đổ nước xuống dưới đâu. Mấy trăm không? Có đứa nó đâu biết đổ nước xuống dưới, nó để khô vậy đó. Cũng được đúng không? Nhưng mà nó khói thôi, đổ nước nó không khói. Ngon. Mình đổ nước vậy mỡ nó chảy xuống nó không có bị cháy, mỡ nó không có khói lên. Còn nếu mà không đổ nước nó vẫn đẩy được nhưng mà nó khói. Dẹp mấy cái miếng kia qua đi. Đấy là chơi, đấy là bỏ đây chơi này. Để ra qua cái này luôn nha. Yeah.
chạy trên đây nè. Chưa? Rồi đó. Nè, đá không Ngọc? Rồi.